can be Jandan. Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Hôm nay mình đi đám giỗ, mình thấy cây mít phái ra trái sai, mình quay chia sẻ cho các bạn xem. Mời các bạn xem thư giãn cùng với mình nha. Cây mít này không lớn lắm, chiều cao khoảng 4 mét. Mít này thì giống loại mít thái, ra trái sai, trái không lớn lắm, giòn giòn vậy đó các bạn. Ở bên đây có trái già quá, để mình thử coi chín không các bạn. Cũng nghe cốc cốc chưa chín các bạn ơi. Nhìn xuống phía dưới thì có mấy trái hoàn nhánh luôn các bạn, nhìn thấy mê quá. Giống mít thái nổi tiếng trên thị trường, được nhiều người ưa chuộng, múi to, cơm dày, hạt nhỏ, ăn rất ngon các bạn. Các bạn phía trên thì cũng có nhiều trái để mình quay cho các bạn xem nha.
mình xin phép dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích video này thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nữa nha. Chân thành cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.